Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Xin chào tất cả các khách hàng của HTX Sao Phút Sen. Em là Phin, hôm nay em giới thiệu đến với tất cả các bác. Ở đây là một cây dìu nhé mọi người ơi. Dìu này là lưỡi của nó là kiểu R5. Và em sẽ có khắc hoa văn trống đồng ở đây lên rất là đẹp như này. Và em đã mài trắng nó đi. Và cái lưỡi dìu này được làm từ cái trục lát xe ô tô nhé mọi người nhé. Con này thì rất là đẹp, các bác có thể dùng cho em là khi mà các bác sử dụng lao động hoặc là khi các bác dùng để trưng bày cũng rất là đẹp nha. Em sẽ quay cho mọi người xem góc bên này đó, nó sẽ in cái hoa văn trông rất là đẹp như thế này. Và kiểu dáng lưỡi của con này khi các bác dùng để trưng bày hoặc dùng để lao động thì nó cũng rất là đẹp nha. Cán ở đây em sẽ làm cho mọi người ở đây sẽ là cán gỗ mun ở đây sẽ là mun sọc cho em. Mun sọc nên là nó sẽ có những cái hoa văn đó, lên vân rất là đẹp như thế này. Con này trọng lượng của nó sẽ nặng từ 1,1 kg đến 1,2 kg cho em ạ. Nặng 1,1 kg đến 1,2 kg cho em nhé mọi người ơi. Em sẽ cho mọi người xem cái góc cạnh nhé. Đó, đây sẽ là cái đỉnh của con dìu này. Sẽ được tán rất là chắc chắn nên mọi người yên tâm cho anh khi mà sử dụng. Và với trọng lượng là 1,1 kg đến 1,2 kg, khi mà các bác mình sử dụng ấy thì các bác yên tâm cho em là nó sẽ không nó sẽ rất là đầm tay, nó không quá nhẹ đâu. Khi mà các bác đi phượt, đi câu, đi cắm trại, các bác chuyên để chặt gỗ tre củi cứng ý, thì mẫu này sẽ là một cái mẫu rất là hấp dẫn để cho các bác mình chọn nhá. Thì khi mà sử dụng xong thì mình cũng có thể trưng bày lên cũng rất là đẹp cho em ạ. Đó, con này có mã là R05 và có khắc hoa văn nhé mọi người ơi. R05 có khắc hoa văn rất là đẹp như thế này. Bác nào mà đang quan tâm đến sản phẩm này thì các bác có thể liên hệ em nhé. Liên hệ em theo số điện thoại là số 0987 240 733 để em sẽ tư vấn cho các bác một mẫu phù hợp nhất với cái nhu cầu sử dụng của tất cả mọi người. Thì cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều. Chúc tất cả các bác có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nha mọi người ơi. Liên hệ đặt hàng giúp em nhé, 0987 240 733. Cảm ơn mọi người ạ.